Người đàn ông nguy kịch vì ông vò vẽ đốt. Người đàn ông 31 tuổi ở Quảng Nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ông vò vẽ đốt. Ngày 23 tháng 7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị ông vò vẽ đốt trong tình trạng nguy kịch. Đó là anh B, 31 tuổi ở thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày, anh B cùng một số người đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lấy nhộng tổ ong vào vẽ bán kiếm tiền. Tuy nhiên sau đó anh B bị ong đốt vào vùng mặt và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh B bị sốc phản vệ, ngưng tim, ngưng thở, được sơ cứu trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành hồi sức thì bệnh nhân có nhịp trở lại, sau đó đưa vào phòng hồi sức. Hiện tại bệnh nhân đang được thở máy, các bác sĩ đang tích cực điều trị. Tuy nhiên theo lãnh đạo bệnh viện, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tiên lượng rất xấu. Được biết hoàn cảnh gia đình của anh B khó khăn, hai vợ chồng không có công việc làm ổn định, nuôi ba đứa con nhỏ từ 4 đến 6 tuổi, nên anh B hàng ngày đi vào rừng lấy tổ ong để bán kiếm tiền. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.